Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa qua Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013. Kỳ thi lần này có gần 200 thí sinh dự thi vào 4 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính, Tài chính ngân hàng và lần đầu tiên nhà trường đào tạo sau đại học ngành Việt Nam học. Đây là cái lần tuyển sinh cao học lần thứ 2 trong năm. Lần thứ nhất thì chúng tôi đã làm cách đây mấy tháng rồi. Thì lần thứ nhất thì chỉ tuyển sinh có 3 chuyên ngành thôi. Là chuyên ngành đầu tiên là chuyên ngành về khoa học máy tính, thứ hai là tài chính ngân hàng và thứ ba đó là quản trị kinh doanh. Đó là 3 cái ngành cũ và làm từ nhiều năm nay rồi. Nhưng đặc biệt lần này thì lại là được phép của Bộ cho phép đào tạo một cái ngành mới, đó là cái ngành Việt Nam học. Mặc dù là sinh sau đẻ muộn nhưng cái Việt Nam học của trường Hồng Bàng đó đợt này đặc biệt là thu hút rất nhiều các anh chị em đã tốt nghiệp đại học và làm việc trong các cái lĩnh vực, nhiều lĩnh vực khác nhau, kể cả lĩnh vực về công an nữa. Đấy, thế thì các anh chị em về đây để học bổ sung thêm cái phần về Việt Nam học, thì cái Việt Nam học ở bên Hồng Bàng nó sẽ rất là đa dạng. Đấy. Thì cái của chúng tôi đó là Việt Nam học thì không phải chỉ có vấn đề văn hóa, không chỉ có vấn đề văn học vân vân, mà còn những cái gì Việt Nam mình có, độc đáo của Việt Nam mình thì đều có thể đưa vào dạy được hết. Đó, do đó mà ví dụ như là y dược học cổ truyền của Việt Nam là một cái độc đáo, phải không ạ? Rồi ví dụ như nghệ thuật quân sự Việt Nam chẳng hạn, hay là võ thuật Việt Nam chẳng hạn. Đấy thì cái đó nó vẫn là Việt Nam. Trước đây mình đã học cái ngành ngoại ngữ, cử nhân ngoại ngữ, thì khi mà mình thấy cái ngành Việt Nam học này nó cũng có những cái điều rất là hay. Thì qua đó mình cũng đăng ký mà mình dự thi. Thì nói chung thì khi mà làm du lịch thì mà mình học cái ngành Việt Nam học thì nó sẽ bổ sung rất là nhiều cái kiến thức trong cái ngành du lịch. Cũng như là có thể là mình học hỏi thêm, biết thêm về những cái nét văn hóa hoặc là những cái đặc sắc của Việt Nam mình, và có thể là trực tiếp trong cái ngành du lịch thì mình sẽ quảng bá cái du lịch Việt Nam. Và bản thân mình cũng biết rằng là trường thì cũng có rất là nhiều giảng viên, giáo sư, tiến sĩ, rồi thạc sĩ rất là giỏi, vừa là chính thức của trường và cũng là liên kết với các trường bên ngoài, cũng như giống như là mình đã học ôn chuyển đổi mấy ngày nay, cũng có một số giáo sư cũng là được thỉnh giảng từ các trường đại học bên ngoài, thì nói chung mình cũng rất là yên tâm. Để tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh, trước đó Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho kỳ thi, thông báo tuyển sinh, tổ chức học các chuyên đề chuyển đổi bổ sung cho thí sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác làm đề, quản lý, in, sao đề thi được thực hiện bảo mật theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đã điều động và tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi cho các cán bộ ở điểm thi, đồng thời phối hợp với lực lượng thanh tra, giám sát, công an để tổ chức tốt công tác coi thi và đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi.